Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở nội dung video hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các anh chị cái cách chúng ta sử dụng cái thuốc kích rễ trên cái cây hoa hồng làm sao cho nó có hiệu quả. Thì ở trong cái video lần trước thì em có chia sẻ cho các anh chị một cái sản phẩm thuốc kích rễ của Trung Quốc trong cái bộ combo của em các anh chị. Đấy. Đây chính là cái sản phẩm thuốc kích rễ của Trung Quốc. Có tên là Polypeptide Rooting Power, gói 30g. Em đã dùng cái sản phẩm này để phục hồi cái cây hoa hồng cơ đại, nó bị thối rễ, đen thân và bỏ cành, nó không ra hoa các anh chị. Và sau đó em có quay review cho các anh chị cái kết quả mà sau khi em dùng thì các anh chị có thể thấy là nó rất là hiệu quả. Tuy nhiên ý là hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta dùng cho nó chính xác, bởi vì thuốc kích rễ nó chính là con dao hai lưỡi. Nếu các anh chị chúng ta dùng không chuẩn, không đúng ý, thì không những không kích được rễ cho cây mà nó còn làm cho cây chúng ta nó suy đi các anh chị, dẫn đến hiện tượng là chết cây. Thì cái liều dùng ấy, thì cái gói thuốc kích rễ này các anh chị này, nó có thể dùng để trộn với đất để trồng cây, hoặc là dùng để hòa vào nước, tưới vào gốc hoặc phun trên lá, hoặc là hòa nước để ngâm cành dâm, hoặc là ngâm rễ của những cây hoa hồng nó bị yếu rễ, như là sau thời gian mưa cây của chúng ta nó bị ngập úng, nó thối rễ, hoặc là nó bị sốc phân các anh chị, thì hoàn toàn chúng ta có thể ngâm rễ và chúng ta xử lý, chúng ta trồng lại. Thì cái cách chúng ta sử dụng cái sản phẩm này đó là đối với cái gói 30g này, nếu các anh chị chúng ta dùng để hòa nước tưới phục hồi, tức là phục hồi rễ cho những cái cây hoa hồng nó bị yếu, tức là sau những cái đợt mưa hoặc nắng hạn kéo dài, các anh chị có thể sử dụng cái thuốc kích rễ này để phục hồi lại bộ rễ cho cây. Thì liều pha là sẽ một gói 30g này pha với 20 lít nước, các anh chị tưới đều trên giá thể, giống như các anh chị tưới nước là được. Nếu các anh chị sử dụng để ngâm cành dâm hoặc là ngâm rễ thì các anh chị sẽ pha một gói 30g này với từ 4 cho đến 5 lít nước và ngâm. Ngâm thì tùy thuộc vào cành và cây con hay là cây to, chúng ta sẽ có cái thời gian ngâm lâu dài ngắn khác nhau. Đối với cành dâm thì có thể ngâm từ khoảng từ 15 cho đến 30 phút. Đối với những cây hoa hồng nhỏ như vậy các anh chị thì hoàn toàn các anh chị có thể ngâm từ 30 phút cho đến 1 tiếng, hoặc những cây to hơn có thể ngâm từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng. Đấy là tùy cái kích cỡ cây để chúng ta căn chỉnh thời gian làm sao cho nó hợp lý. Đấy là cách chúng ta pha chế và chúng ta ngâm. Tuy nhiên ý là không phải cái cây hoa hồng nào chúng ta cũng kích được dễ các anh chị nhé. Khi các anh chị xem các video mà các nhà vườn họ dùng thuốc kích rễ thì các anh chị có thể thấy được là cái điều kiện đầu tiên để cho cái sử dụng cái thuốc kích rễ này đạt hiệu quả cao là cái cành dâm hoặc là cái cây con ấy, nó phải cực kỳ khỏe mạnh. Tức là khi họ dâm cành bằng thuốc kích rễ là các anh chị có thể thấy được là cái cành dâm của họ gần như nó không bao giờ nó bị sâu bệnh, và nó là cành bánh tẻ, nó rất khỏe, tức là năng lượng tích trữ trong cái cành đó rất nhiều các anh chị. Vì vậy là cái tỷ lệ sau khi họ dâm cành ấy, nó sống rất cao. Tuy nhiên khi chúng ta mà sử dụng cái sản phẩm thuốc kích rễ này các anh chị này, chúng ta phục hồi những cây hoa hồng nó bị yếu ấy, thì rõ ràng là nó đã yếu rồi, năng lượng trong cây nó không nhiều. Vì vậy là khi chúng ta sử dụng ấy, là hiệu quả nó sẽ thấp hơn rất nhiều các anh chị. Đấy, vì vậy chúng ta cần phải biết cách để chúng ta sử dụng cái sản phẩm thuốc kích rễ này. Nó cái thành phần ấy các anh chị, mặc dù nó là tiếng Trung Quốc nhưng các anh chị hoàn toàn có thể dịch ra được, lên mạng các anh chị vào Google dịch, các anh chị dịch ra thì nó cũng cung cấp tất cả các thành phần dinh dưỡng cơ bản như là đa trung vi lượng, và bên cạnh đó thì nó có bổ sung các hormone sinh trưởng, tức là kích thích sự phát triển của cây. Đấy, chính vì vậy là chúng ta cần phải lưu ý là khi mà cái sản phẩm thuốc kích rễ này nó kích thích cái sự phát triển, tức là nó có các hormone sinh trưởng ấy, nó kích thích sự phát triển của cây ấy, thì phần lớn các hormone đó nó sẽ giải phóng cái năng lượng tích trữ ở trong cây, nó giải phóng năng lượng tích trữ ở trong cây được các anh chị này. Đấy, vì vậy là chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp là khi cây nó muốn phát triển bộ rễ các anh chị nhé, muốn phát triển bộ rễ này thì cây phải rút dinh dưỡng ở trên cành và đưa xuống bên dưới các anh chị. Đấy, từ đó là nó sẽ làm cho nó sẽ có một số cái biểu hiện là cái cành mà khi chúng ta cắt ý, cắt tỉa các anh chị, nó sẽ có xu hướng nó khô dần xuống, nó khô dần xuống. Đấy, bởi vì là gì, cái cành đó nó bị thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ khô. Ở video sau em sẽ có một cái video chia sẻ cho các anh chị cái nguyên nhân tại sao mà cây hồng chúng ta nó cứ đen thân và khô cành. Thì trong đó có một cái nguyên nhân là cái cây của chúng ta nó thiếu dinh dưỡng. Nó thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ khô từ cái vết cắt trở xuống các anh chị, tức là khô từ trên khô xuống là thiếu dinh dưỡng. Vì vậy nếu khi các anh chị sử dụng cái thuốc kích rễ này mà
dùng để giúp cây phát triển bộ rễ này, thì hiển nhiên là chất dinh dưỡng nó phải dồn xuống dưới bên dưới rễ. Vì vậy là cái cành của chúng ta ấy, nó sẽ khô xuống, nó khô xuống. Nếu các anh chị không biết bổ sung chất dinh dưỡng cho cây là nó sẽ khô xuống. Đấy, vì vậy là nhiều khi là chúng ta kích thích được cái bộ rễ phát triển, nhưng mà xong rồi các anh chị sẽ thấy được là tất cả cái cành bên trên này nó sẽ chết. Đấy, nếu chúng ta không biết cách là nó sẽ chết hết cành bên trên mà nó chỉ được phát triển mỗi cái bộ rễ thôi. Rất nhiều các anh chị gặp trường hợp đó rồi và có hỏi em rồi, tại sao rễ phát triển rất mạnh nhưng cuối cùng là cành bên trên nó chết hết? Bởi vì sao? Nó rút chất dinh dưỡng, nó đưa xuống rễ các anh chị. Đấy, vì vậy là hôm nay em sẽ chia sẻ với các anh chị để làm sao cái cây của chúng ta nó không bị hiện tượng rút khô cành như vậy ấy. Thì các anh chị cần phải biết là trong cái bộ combo mà em chia sẻ cho các anh chị đây này, sau khi mà tưới kích rễ xuống dưới gốc của các anh chị nhá, thì các anh chị phải lập tức hòa antolix. Các anh chị thấy chưa? Hòa antolix kết hợp với đầu trâu 501 và thấm sâu. Các anh chị thấm sâu để giúp cây hỗ trợ, giúp cây, tức là hỗ trợ cây hấp thụ thuốc tốt hơn này, hoặc là phân bón lá tốt hơn. Đầu trâu là phân bón lá cao đạm. Đấy. Và antolix là chất điều hòa sinh trưởng, nó sẽ giúp cho cái cành chúng ta nó tươi lên, nó không bị khô các anh chị nhá. Bên cạnh đó là cái đầu trâu này nó sẽ cung cấp năng lượng cho chất dinh dưỡng cho cây. Vì vậy là khi các anh chị tưới kích rễ, các anh chị tưới kích rễ này vào cây nhá các anh chị nhá. Đấy, các anh chị tưới kích rễ này vào cây này này. Tưới xong rồi là các anh chị phải dùng cái bộ này. Các anh chị hòa với tỷ lệ bao nhiêu? Với tỷ lệ là bao nhiêu? 1 gram cho 1 lít nước đối với đầu trâu này. Đấy, thế còn antolix thì nó có cách dùng ở đằng sau rồi các anh chị nhá, em không chia sẻ cho đỡ mất thời gian. Và các anh chị phun trên thân và cành thì cây nó sẽ lấy qua lỗ khí khổng từ các thân cành này. Các anh chị lúc đó có thể nó không có lá đâu, nhưng mà nó sẽ lấy qua vỏ các anh chị, nó ngấm qua vỏ thì lúc đó cái cây của chúng ta nó sẽ được cấp dinh dưỡng. Nó có dinh dưỡng rồi thì nó mới có năng lượng. Thì lúc đó thì dinh dưỡng nó mới đưa xuống dưới rễ, thì nó mới gì? Mới phát triển được bộ rễ. Đấy, chứ không nếu mà cây mà nó đã suy rồi, nó không có năng lượng ấy, mà các anh chị có tưới kích rễ nó cũng không ra rễ được. Bởi vì nó không có năng lượng giải phóng ra để nó phát triển bộ rễ thì không ra rễ được. Đấy, vì vậy là các anh chị phải hòa đầu trâu với antolix, các anh chị phun. Cứ 5 đến 7 ngày các anh chị phun cho em một lần. Được chưa? Phun đến khi nào mà cây nó phát triển chồi mạnh và nó đóng lụ thì mới được dừng. Nhiều các anh chị chúng ta thấy cây đâm chồi rất dài rồi, 10cm rồi, xong các anh chị sẽ thấy được là cái chồi đó nó sẽ chết. Bởi vì cái chồi đó mọc được ra, hoặc là cái rễ mọc được ra là hoàn toàn là được cái thuốc kích rễ này các anh chị này. Hoàn toàn là được cái thuốc kích rễ này. Nó giải phóng năng lượng ở trong cây và nó đâm được ra. Nhưng sau khi rễ đâm được ra lại không có gì nuôi, chồi đâm được ra, hoa đâm được ra, không có gì nuôi và tự nhiên nó héo nó chết. Đấy. Nhiều khi các anh chị tưởng là nó sống rồi, cuối cùng lại chết. Nhưng khi các anh chị nhổ lên, rễ rất nhiều, bên trên chồi rất nhiều mà cây chết. Chết là do gì? Do rễ chưa kịp lấy được dinh dưỡng, và cái chồi này nó thiếu dinh dưỡng thì nó hút chất dinh dưỡng ngược lại từ rễ lên. Vì vậy là cây của chúng ta nó suy và nó chết các anh chị nhé. Đấy, vì vậy các anh chị phải lưu ý là cái này là cái rất quan trọng này. Nếu các anh chị muốn phục hồi được cái cây to ấy, cái cây cỡ đại ấy, mà nó sống được như cái cây của em ấy, thì các anh chị phải lưu ý là sau khi các anh chị tưới kích rễ là các anh chị phải dùng đầu trâu 501, các anh chị phun hàng tuần, cứ 5 đến 7 ngày các anh chị phun một lần, và lưu ý là phải kết hợp với antolix thì mới được. Đấy, bên cạnh đó phải kết hợp với thấm sâu để cho nó gì, nó tăng cái khả năng hấp thụ. Bởi vì khi cây không có lá mà chúng ta dùng phân bón lá là khả năng hấp thụ nó rất thấp. Các anh chị phải sử dụng bộ ba này, phun 5 đến 7 ngày một lần. Đấy, liều của thấm sâu thì chỉ dùng 1 gram hoặc là 0,5 gram cho 1 lít thôi các anh chị nhá. Tức là nó rất loãng. Đấy, chúng ta phun cảm giác như là tạo mưa cho cây ấy. Cứ 5 ngày nó lại có một trận mưa ấy, thì cây chúng ta nó sẽ phát triển. Đấy, còn nếu không nhá các anh chị nhá, nó sẽ rút cành và nó làm chết cây chúng ta. Đấy là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai cho các anh chị là khi cây khỏe như vậy là không được phép tưới kích rễ. Không được phép tưới kích rễ các anh chị nhá. Kích rễ nào thì kích rễ, khi cây khỏe rồi là không được phép tưới kích rễ nữa. Bởi vì là khi cây khỏe rồi mà tưới kích rễ vào là năng lượng nó giải phóng ra là nó bội, tức là gần như là nó bắt đầu nó ngộ độc phân đấy các anh chị. Là nó hỏng cây. Đấy, vì vậy là các anh chị phải lưu ý cho em là cây khỏe không tưới kích rễ, mà cây quá yếu cũng không kích rễ được. Cây quá yếu rồi
mà kích rễ vào là chết. Vì vậy là cây quá yếu thì em khuyên các anh chị chúng ta nên quay lại cái video phục hồi cây hoa hồng thối rễ bằng Antolix. Antolix nó không kích mà nó điều hòa lại, tức là nó gì, nó điều hòa cái cây của chúng ta lại, nó không cung cấp năng dinh dưỡng. Đấy, tuy nhiên này nó gì, nó sẽ giúp cây gì điều chỉnh lại cái năng lượng tích trữ, không nhanh không chậm thì gọi là điều hòa sinh trưởng các anh chị nhé. Đấy, chứ nhiều khi là tưới kích rễ vào nó dễ nó đâm ra ẩm ấy, mà chúng ta không có Antolix để hãm nó lại ấy các anh chị, là cây chúng ta tự nhiên nó hỏng. Đấy, đấy là cây lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ ba cho các anh chị là kích rễ Polypeptide Rotting Power 1 tháng không được dùng quá 2 lần. Em khuyên các anh chị nhé, rất nhiều các anh chị lạm dụng cái sản phẩm thuốc kích rễ và kích chồi, không được dùng quá 2 lần. Nếu quá 2 lần là gần như cây của chúng ta nó kiệt sức, nó kiểu dạng như các anh chị dùng doping liên tục ấy, thì các anh chị đạt được kết quả tức thời, nhưng mà sau đó các anh chị sẽ thấy được là cơ thể chúng ta nó sẽ rệu rã và cuối cùng là nó gì, nó hỏng. Cây của chúng ta cũng vậy, nếu cây này dùng quá 2 lần thuốc kích rễ 1 tháng là hỏng các anh chị, cực kỳ kém, sau này nó phát triển cực kỳ kém. Vì vậy đây là cái lưu ý thứ ba cho các anh chị để chúng ta sử dụng làm sao cho nó có hiệu quả. Đấy, vì vậy sản phẩm tốt nhưng kỹ năng sử dụng sản phẩm nó còn quan trọng hơn nữa các anh chị. Các anh chị lưu ý cho em nhé, tưới kích rễ là phải phun bón lá bên trên, không là cây của chúng ta nó không đâm chồi được, tức là lúc này chúng ta nuôi ngược, tức là cây lấy được chất dinh dưỡng ở trên lá sẽ đưa xuống để phát triển bộ rễ, sau này rễ phát triển rồi thì sẽ lấy dinh dưỡng ở rễ lên phát triển ngược lại bộ lá. Đấy, ban đầu là bây giờ nếu các anh chị nào mà dùng ngay cái N3M này các anh chị này, đây trong cái bộ combo của em này, các anh chị tưới vào gốc khi mà các anh chị muốn phát triển bộ rễ nhé, nó cũng là sản phẩm kích rễ đấy các anh chị, nhưng rễ lúc đó nó không có, vì vậy nó không lấy được các anh chị. Vì vậy lúc này chúng ta cần phải gì, nếu các anh chị nào muốn dùng N3M để kích rễ thì các anh chị phải dùng N3M và phun trên cành cơ thì nó mới hiệu quả, trên cành nó mới có lỗ khí khổng thì cây nó mới lấy được, còn ở dưới rễ nó đang thối đen rồi các anh chị, nó không lấy được. Vì vậy các anh chị có tưới vào thì cũng vô dụng, các anh chị hiểu ý em ạ. Đấy, vì vậy nếu các anh chị nào muốn kích rễ bằng N3M thì các anh chị phải phun trên cành lá của nó thì nó sẽ lấy qua lỗ khí khổng và nó đưa xuống để nó phát triển bộ rễ thì lại được, còn tưới ngay vào nó không lấy được mà nó đọng ở đất thì nó lại càng làm cho cái hàm lượng dinh dưỡng trong đất cao lên thì nó lại càng thối các anh chị. Đấy, vì vậy là các anh chị phải lưu ý cho em khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm thuốc kích rễ là các anh chị phải cực kỳ quan trọng. Đấy, video sau em sẽ nói về cái sản phẩm thuốc kích chồi cho các anh chị xem. Rất nhiều các anh chị hỏi em là làm thế nào để cho cây đâm nhiều chồi. Em rất sợ làm cho các anh chị, khi em chia sẻ ra ấy thì rất nhiều các anh chị áp dụng sẽ chết cây. Bởi vì các anh chị biết tại sao không? Rễ mà không có mà chồi đâm nhiều ấy thì là hỏng cây. Làm cho chồi đâm ra không hề khó một tí nào các anh chị, nó cực kỳ dễ luôn. Nhưng vấn đề là đâm ra rồi mà không có rễ nuôi thì tự nhiên là năng lượng tích trữ nó giải phóng hết, nó chết. Bởi vì muốn cây đâm chồi được các anh chị nhá, thì chỉ cần giải phóng năng lượng tích trữ trong cây ra thôi, giải phóng cái năng lượng ở cái cành này là cây nó đâm chồi thôi. Nhưng vấn đề là chồi đâm ra được rồi mà bộ rễ nó thối đen mà không nuôi được thì là chết toàn bộ cây luôn. Đấy, vì vậy là cái quan trọng nhất của cho các anh chị khi các anh chị trồng cái cây hoa hồng hoặc cây gì cũng thế là phải dưỡng cái bộ rễ này. Bộ rễ mà không có nhá thì chúng ta chỉ chơi hoa theo lứa thôi, tức được lứa nào hai lứa đó thôi. Đấy, chứ không bền cây các anh chị. Đấy, còn nếu các anh chị hỏi mà muốn nó đâm nhiều chồi không, em có thể cho nó đâm tất cả các mắt ngủ được. Em sẽ hướng dẫn các anh chị làm cho đâm tất cả các mắt ngủ được, nhưng đâm ra rồi là cây của anh chị sẽ chết. Đấy, vì vậy là lúc nào em cũng hướng dẫn các anh chị là phải phát triển cái bộ rễ và dưỡng rễ. Đối với em chăm sóc hoa, nếu các anh chị nào đã theo dõi ngay từ đầu thì thấy rằng cái phương pháp dưỡng rễ của em nó cực kỳ quan trọng. Bởi bộ rễ khỏe, nền móng khỏe rồi thì tức khắc bên trên nó sẽ đẹp các anh chị. Đấy, nhiều khi các anh chị chỉ cần thích cái đẹp trước mắt thôi, các anh chị không nghĩ đến lâu dài. Đấy, muốn lá nó to, muốn chồi nó mập, muốn nó đâm nhiều chồi nó không khó. Khó cái là nó đâm ra rồi thì lấy gì nuôi nó thôi các anh chị. Giống như là đẻ con các anh chị, đẻ ra thì dễ không ấy. Nuôi nó được lớn được lên thì nó mới khó các anh chị. Đấy, đấy là cái lưu ý cho các anh chị. Thì video hôm nay thì em chỉ xin chia sẻ cho các anh chị cái sản phẩm thuốc kích rễ trong cái bộ combo của em thôi. Đấy, các anh chị nào có thắc mắc gì hoặc là muốn mua những cái sản phẩm này thì em có thể hỗ trợ các anh chị mua những sản phẩm tương tự cái bộ combo của em. Bởi vì rất lâu rồi em chỉ hướng dẫn các anh chị chúng ta chăm sóc hoa hồng dựa vào cái bộ combo này thôi. Còn ngoài cái bộ combo này thì nó có nhiều phương pháp chăm sóc khác nhau. Tuy nhiên ấy là em không có muốn thay đổi cái phương pháp của mình. Vì vậy là em sẽ không tư vấn được cho các anh chị. Nên các anh chị nào mà đã
dùng những cái bộ combo như vậy rồi thì hoàn toàn em có thể hướng dẫn các anh chị chúng ta sử dụng thành thạo cái bộ combo này. Nó có thuốc bảo vệ thực vật và phân bón lá, chất điều hòa sinh trưởng, chất kích chồi và kích rễ, có đầy đủ hết các anh chị. Đấy, vì vậy là nó rất hay cho đó. Nếu các anh chị có những cái bộ như vậy rồi thì hoàn toàn các anh chị có thể chăm được những cái cây hoa. Nó nở hoa bốn mùa các anh chị. Đấy, ví dụ cái cây này là cây tỉ muội Thái các anh chị này. Đấy, hoa mùa hè đấy. Các anh chị nhìn thấy cái bộ lá của nó chưa? Xanh bóng. Đấy. À, video này thì em xin phép dừng lại ở đây thôi. Các anh chị thấy hữu ích đăng ký hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người cũng biết. À, xin chào tất cả các anh chị nhé.